Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình mưa bão, ngập lụt tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, bão Sơn Ca, chiều qua tại thành phố Đà Nẵng xảy ra mưa lớn, kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, mưa vẫn chưa ngớt, nước như trút xuống thành phố biển. Nước rút, người dân Đà Nẵng vẫn ám ảnh trận ngập chưa từng thấy. Vâng thưa quý vị, đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, mưa đã tạnh được 4 giờ đồng hồ, nước bắt đầu rút tại Đà Nẵng. Tuy nhiên thì còn nhiều khu vực ngập cục bộ, chia cắt giao thông. Đến 5 giờ sáng nay, tuyến đường quận Liên Chiểu đã khô thoáng, nhưng nước vẫn còn ngập ở nhiều khu dân cư, khu chợ trũng thấp. Cảnh tượng sơ sát sau trận ngập chưa từng thấy ở Đà Nẵng trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu vẫn còn lênh láng nước. Người dân trở về nhà dọn dẹp sau trận ngập lịch sử nhưng vẫn còn ngập cục bộ. Nước ngập gây chia cắt ở đường Tô Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ông Mai Ngọc Bình, 63 tuổi, người dân Đà Nẵng chia sẻ, ám ảnh trận ngập chưa từng thấy ở Đà Nẵng. Ông Mai Ngọc Bình, người dân quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết ông chưa từng thấy ngập lớn như vậy ở thành phố trong đêm qua, nước trong nhà ông đã ngập đến ngang cổ. Vào khoảng 19 giờ tối qua, khi nước ngập ngang bụng, vợ chồng ông đã chủ động sơ tán, hiện ông đang sốt ruột về nhà xem xét hậu quả dọn dẹp. Trong chiều và tối qua, Đà Nẵng ngập cục bộ chưa từng thấy, người dân liên tục đăng tải thông tin kêu cứu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh kêu gọi huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn khẩn trương. Từ chiều ngày hôm qua, hầm chui Trần Thị Lý và Điện Biên Phủ ngập sâu trên 1 mét buộc phải đóng cửa, giao thông ùn tắc giữa biển nước. Trên các tuyến đường, nhiều khu dân cư người dân bất lực thả cho ô tô tìm đường về nhà. Điện lực Đà Nẵng đã chủ động cắt điện tại nhiều tuyến đường bị ngập sâu, tập trung tại tuyến đường Trường Sa, quận Sơn Trà, khu công nghiệp Hòa Khánh, khu đô thị Phước Lý, Nguyễn Nhàn, một số phường thuộc quận Thanh Khê. Nhiều khu vực mất điện, nhiều người đã hết pin điện thoại để liên lạc, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận sâu vào các ngõ hẻm bị ngập. Tại khu vực hầm đường bộ Hải Vân, quận Liên Chiểu, lũ quét tràn xuống khu vực cửa phía nam hầm Hải Vân, kéo theo đất đá, cây cối ngập đường. Dự báo tiếp tục có mưa to. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, lúc 3 giờ 30 phút sáng nay trong 24 giờ đến 18 giờ tới, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Kon Tum có mưa to và dông. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến ở Thừa Thiên Huế 80-160mm, có nơi trên 250mm, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 40-80mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo 12 giờ tới, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Trước đó, trong ngày hôm qua, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi, miền Trung mưa trắng trời. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 4 giờ ngày hôm nay có nơi trên 200mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 570mm, Bà Nà, Đà Nẵng 382mm, Hội Khách Quảng Nam 228mm, tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, khoảng 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo chiều nay áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp.
Cũng theo cơ quan khí tượng, từ hôm nay đến hết ngày mai, phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum mưa to và dông, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế mưa rất to. Cụ thể, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ tới ở phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam 50-100mm, có nơi trên 120mm. Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum 20-40mm, có nơi trên 60mm. Lượng mưa tích lũy từ 24-48 giờ tới ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 20-50mm, có nơi trên 70mm. Đà Nẵng đến Bình Định, Kon Tum 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Ủy ban Quốc gia cho biết thêm, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đang lên nhanh. Mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên, các sông ở Quảng Bình có dao động. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, Quảng Nam khả năng đạt đỉnh ở mức 9,2m, trên báo động 3 là 0,2m, sau xuống. Lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức cao. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu, Quảng Nam tiếp tục lên và dao động trên mức báo động 2. Lũ trên sông Hương tiếp tục duy trì ở mức độ cao, trên sông Vu Gia xuống dần. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Từ hôm nay đến thứ hai, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ ở thượng lưu từ 4-7m, hạ lưu từ 1,5-4m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông. Khu đô thị tại các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ, xung yếu. Kính thưa quý vị, mưa lớn suốt đêm qua đã khiến hàng chục ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, nhiều khu vực bị sạt lở nặng, giao thông bị chia cắt. Tính đến sáng nay, do nước sông lên cao và mưa lớn, tỉnh Thừa Thiên Huế ước tính khoảng 11.200 căn nhà bị ngập từ 0,3-0,8m. Đoàn tàu SE7 từ Hà Nội với 183 hành khách phải dừng tại ga Huế do ảnh hưởng mưa lũ. Trên quốc lộ 1 có 6 điểm ngập ở các xã Lộc Trì, Lộc Thủy tại Phú Lộc, Thủy Dương, Thủy Phương tại thị xã Hương Thủy, đoạn Cống Bạc 1 tại thành phố Huế. Quốc lộ 49B có 3 điểm bị tắt, đoạn qua Phong Điền ngập nhiều nơi. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở nhiều nơi. Tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 19 ngập nhiều đoạn từ 0,3-0,4m. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước sông Hương tại Kim Long đã đạt 3,73m trên báo động 3 0,23m, sông Bồ tại Trạm Phú Ốc 3,97m dưới báo động 3 0,53m, hồ thủy điện Bình Điền xả về hạ du 1.291m³/giây, hồ này đang thực hiện nhiệm vụ cắt lũ tốt cho hạ du. Từ 6 giờ 30 phút, hồ này được lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến với khoảng 2.500-3.500m³/giây. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, khi mực nước dâng bình thường 85m thì vận hành với lưu lượng nước đến bằng với lưu lượng nước xả về hạ du. Mưa lớn chưa từng thấy liên tục kéo dài cũng đã làm cho sân bay Đà Nẵng ngập chìm trong nước lũ. Nhiều chuyến bay cất cánh từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh phải quay trở lại điểm khởi hành. Ngày hôm nay, ông Bùi Văn Thành, giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết sân bay quốc tế Đà Nẵng phải tạm đóng cửa do mưa lớn kéo dài, khu vực đường băng sân bay bị ngập nước. Cảng hàng không Đà Nẵng sau trận mưa lịch sử đêm qua đã làm cho thiết bị dẫn đường phải tạm dừng hoạt động do nước ngập. Khách từ ngoài cũng không vào sân bay được do ùn tắc. Tình huống ngập lụt tại sân bay Đà Nẵng diễn biến nhanh chóng khiến nhiều chuyến bay đến Đà Nẵng đã phải bay vòng chờ rồi chuyển hướng đi sân bay khác. Cụ thể, chuyến bay VN7134 của Vietnam Airlines khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng đã quay trở lại đúng điểm khởi hành sau khoảng 1 giờ bay vòng trên bầu trời miền Trung. Trong 1 giờ, máy bay đã lượn khoảng 10 vòng trên trời trước khi cơ trưởng quyết định cho chuyến bay quay đầu. Đến 20 giờ 20 phút, máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Chuyến bay VN181 cất cánh từ Hà Nội đi Đà Nẵng cũng phải quay trở lại Nội Bài sau 3 giờ chờ đợi trên trời. Một chuyến bay khác là VN1673 từ Hải Phòng đi Đà Nẵng cũng phải vòng chờ và quay trở lại sân bay khởi hành. Đại diện Vietnam Airlines cho biết diễn biến mưa tại Đà Nẵng đã khiến 5 chuyến bay của hãng phải chuyển hướng hạ cánh, 3 chuyến bay chưa thể khởi hành. Hãng cũng đã hủy 17 chuyến bay đi đến Đà Nẵng trong các khung giờ tiếp theo. Tối qua, khắp nơi tại Đà Nẵng bị nước bủa vây sau trận mưa lớn lịch sử. Thông tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực trong ngày hôm nay.
Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 31 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thừa Thiên Huế nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, phía Bắc sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, phía Bắc có nơi trên 19 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 đến 30 độ C, phía Nam 23 đến 26 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, phía Nam mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là 24 đến 27 độ, phía Nam 28 31 độ. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên phía Bắc mưa to và dông cục bộ, có nơi rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, Kon Tum gió mạnh cấp 4, cấp 5, cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Phía Nam có nơi trên 25 độ C, khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, dự báo xảy ra lốc sét, gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tên mới.